Hôm nay bạn Tuân đi Thái Lan xách về một chú chó phốc sóc thuần chủng, nhà Tuân nuôi một tuần vì có việc đột xuất, nhưng chắc nuôi không nổi. Thấy anh ấy gửi clip, chú chó này nhoi quá các bạn ơi, các bạn thấy nuôi được không? Tại giờ đang lu bu bán xốp đuôi nàng tiên cá, không có thời gian chăm sóc mấy bé mê giỡn nhây như thế này. Đặc điểm của chó phốc sóc là sở hữu bộ lông tuyệt đẹp với tính cách thân thiện thông minh, gương mặt có nhiều biểu hiện cảm xúc hơn những loài chó khác. Ở Việt Nam do đặc tính khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, việc nuôi chó phốc sóc gặp nhiều khó khăn lắm. Ai nuôi bé phải cho nó sống trong máy lạnh. Điều kiện nhận nuôi không được để chết hay mất nha. Vì tôi gặp nhiều tình trạng gửi thú cho mấy bạn trên Facebook rồi nói là bị gì đó rồi xong là chia tay luôn. Nên rút kinh nghiệm, bé này mà bị gì thì đền cho tôi 15 triệu đó nha. Nói trước, bé rất dễ bị bệnh nếu cho ăn dơ ở bẩn và bị tiêu chảy, đặc biệt là phải giữ nhiệt độ trong phòng khoảng 25 độ C nó mới phát triển tốt được, bởi vì người nó có nhiều lông á, nó dễ bị nóng và bệnh lắm. Bạn nào có duyên yêu thích loài chó này thì nhận nuôi được đó, về là phải chăm sóc nó như con luôn á, giỡn với nó hoài chứ không thôi nó sẽ bị tự kỷ. Chó phốc sóc là nó thích giỡn dữ lắm. Nuôi thì nuôi một tuần thôi à nha.